của Nhật. Nhà thuốc của Nhật cho cô bác. Đó mình lấy giùm thôi, chặt đây mình lấy giùm thôi, chặt cho ông chặt hết thì lấy giùm thôi luôn, khỏi lựa kìa, mệt quá, chặt đi. Lại thấy cái miệng mình đi dòm nói, đi tới đâu mình phải hỏi miệng ra nghe anh Kha, đừng ngậm miệng lại, thúi. Tới đâu là mình phải mở miệng ra mình hỏi. Không, không có xin ăn, đừng ăn mày chúng ghét. Nên lận. Ví dụ mình không có mình xin ăn cho mình đừng ăn mày chúng ghét. Ăn mày là mình dụng ăn dịu đồ mình lại. Còn xin mà, giờ cho không cho thôi. Bữa nay mình đi lấy thuốc nha cô bác, lấy thuốc ở đây không có chỉ chỗ. Chỗ tôi lại tôi xin. Không, châm mỗi mình không có xài. Châm đó. Không có châm, châm. Châm mỗi mình không có xài. Rồi chỗ mình phơi thuốc nha cô bác. Chỗ mình phơi thuốc nha. Đó. Chỗ mình phơi thuốc cô bác ơi. Đồng đạo phơi thuốc nè. Bên Mỹ rồi dòm thấy hỗ trợ tiếp ngang ở đây là còn thiếu thốn dữ lắm cô bác ơi. Bên Mỹ có cần máy móc gì đó, bên Nhật ta có cho rồi đó, bên Mỹ có cho không, cho thì nói lên. Mỹ rồi mình lớn con hơn người Nhật. Cho không mà giờ là mình mua thì mua. À, mà bây giờ bán giờ bán việc lấy phân nửa tiền hay gì thì mình quạt mai nhà thuốc và cô bác. Hôm nay mình đi lấy thuốc ở bên thuốc ở bên Mỹ hội đó cô bác. Tập hơn hơi thuốc nè. Tiếp ở đây được bao lâu rồi chị? Hả? À, tiếp hơi được bao lâu rồi? Hả? À, 3 năm mà. À, tất cả rồi, còn mấy bao? Trong này hả? Rồi đi hốt lại tôi đi. Hốt lại giùm tôi. Ê. Ê. Mới hốt này là đem cho em dẹp thôi. Lẹ đi. Hốt lại luôn. Rồi cảm ơn. Tại vì mình kiếm cái này không ra. Đem về bến thôi. Dạ để đây thôi. Rồi. À, bà nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi rồi? Ăn dễ sưng ho rồi. Hả? À, vì cũng chị thôi chứ gì, lớn hơn tôi có 5 tháng tuổi. Hốt vô. Còn bao nào không chị? Lấy sợi dây. Rồi bởi vì mình cần nó chứ bà phải có mà. Ba này ta cần lắm trời. Để đâu? Để đổ vô được.
thuốc nữa nè cô á. Lại đây chặt thuốc được bao lâu rồi? Tôi hả? Dạ, lâu chưa? Lâu rồi đó. Mấy năm? Nào em, cái này thì ra lâu nhưng mà cái gì nó ít ta chặt. Cái gì nó nói cho ông gỡ bên Mỹ á. Ông gỡ qua Mỹ rồi nha. Giờ, từ đó tới giờ tôi hay được, tôi mặn đi hoài hà. Dạ, rồi anh được nhiêu tuổi? 73 tuổi. Hả? 73. 73, còn cô này? Dạ, 52. Lộn con rồi anh. Lại đây được bao lâu? Dạ con lợi nó cũng mới lâu rồi, mới bắt đầu á. Mới bắt đầu á. Dạ. Con coi đặt lỗi lớn hơn cũng lâu rồi. Vậy cảm ơn nha. Dạ dạ. Chúc cho nhiều người. Đang không nổi đâu. Rồi chú mẹ đi đâu. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi mà anh lại nói hoài á? Tôi nay 62 tuổi. 62 vậy là chú em đi. Đó, mình 3 tuổi. Tuổi con đưa lên kìa. À, nhiêu tuổi rồi? Hả? Nhiêu tuổi? Hôm nay 62 rồi. Vậy là hai ông bằng nhau, nhỏ hơn tôi hết, vậy là chú em. Để coi vài bữa nếu mà em qua nữa. Qua lấy ba cái này nè, ba tía tôn này nè. Ê, để ghi ba tía tôn tôi nè. Đừng có chắc vô cây. Không phải, qua lấy mà để bên nào gốc á. Cô này nhiêu tuổi rồi? Để riêng á. Để riêng gốc đi rồi nữa cho tôi lấy. Cái này tiếp ở đây được bao lâu rồi? Cô này nè. Này phụ rồi. Phụ hả? Được bao lâu rồi? Nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. 58 vậy là coi tiếp em đi thì... Nhiêu tuổi? 58 tuổi rồi. Vì nhỏ hơn ông hay lớn hơn? Nhỏ hơn nhiều. Ủa dạ tôi. Ông nhiêu mà ông lớn? Sao không lớn? Trời ơi, mà nhiều, 2 tuổi mà nhiều. Thì ông lớn à? Tôi là lớn hơn ông 4, 5 tuổi mà chưa nói tới rồi. Thôi thuốc là con vợ rồi. Ý ông mua đồ đi, tôi kêu nó lại gắn cho. Gắn gì? Gắn điện rồi đó. Rồi bắt đầu... Rồi nó gắn đâu phải không? Nó chậm chút xíu, cái qua 2 ngày sau nó mới gắn. Tôi gặp cái chữ nó đụng mà nó quay làm ăn gì ngộ à. Cái dài 300 cái phải làm à. Ừ. Ý là có làm dùm mà trời thiện, tới giờ làm chỗ. La liền ha. Giá bộ nhưng mà, giá bộ la gì. Giá mai ông vui. Ở trong nó sao mới bây giờ, ổng đọc bên tiền. Rồi ông làm ra đây được mấy năm rồi? Năm nay mấy năm rồi? Rồi ông ba phiên rồi, ông hai phiên, ông ba phiên hai phiên. Hai. Rồi ông hai phiên rồi, ông già đó. Ông tôi điện ông không đó. Ông phiên ngắn hả? Ba phiên. Rồi. Ba phiên. Rồi là ông cũng làm lâu rồi hả? Ba phiên là... đó, ông cũng ấy rượu, ấy giống rồi ông cho, ông làm từ thiện tối ngày, ông làm này lặt giặt vậy đó. Rồi ông giờ đó, ông đi qua bển lấy thuốc tôi, rồi ông năm hẹp với chảnh á. Rồi ông lấy thuốc tôi, rồi tôi, ông cũng chỉ qua đây lấy, thành ra mấy anh em cũng trao đổi hồi lần vậy đó. Vậy đó. Rồi là lâu ngày quen rồi, mấy ảnh có thuốc mới ông điện qua đó. Rồi bây giờ mới biết ông thì bây giờ. Ngồi đây lấy thoải mái rồi. Biết rồi. Có gì lấy nấy, không có thôi hết, hết thôi chứ rồi. Bên kia đâu, hết rồi. Út ơi, xả chức ra. Út. Rồi lại ăn nào Út ơi.
Ăn trái cây hả? Cúng cái máy. Đó. Nói ra về quay cái đám về cho ăn không nhắc mẹ chứ gọi đi về quay nữa. Ồ được rồi, quá gì rồi. Chưa coi. Thấy xe thuốc không?